Bây giờ đó, mình mời tất cả mọi người cùng xem game của mình và cùng chào hai anh chị rất là vui, rất là hạnh phúc. Bây giờ đó, mình mời tất cả mọi người cùng xem game của mình và cùng chào hai anh chị với mình nha. Chúc mừng năm mới. Quý vị còn mới thấy lấy điện thoại mà đang chụp tấm hình này rất là đẹp, hữu nghĩa nha quý vị. Selena dễ thương. Dạ, làm phim coi rất là vui nhộn. Dạ, có lý. Dạ, có ý nghĩa. Dạ. À, ban nhạc cũng cho em một bài chiếu giai điệu là vui vui nè. Dạ. Rồi bây giờ bán nhạc trở lại cùng với Đức Tiến và cùng tất cả quý vị. Chị đi. Okay. Đó là dâu đi đó anh. Đã biết. Chị Hoàng Vân có đây chưa ạ? Ok, mời chị Vân lên ạ. Đức Tiến nó chơi đâu, xả cho hai đứa nhỏ đó. Nó chơi game rồi. Đó bây giờ em nhìn xuống em quay lên đi. Tại chị đó qua hậu áo dài sang xe đó. Trước hết thì Jen xin mời Miss Sài Gòn em Angela Nguyễn. Em phải quay ở dưới này lên. Gửi đến toàn thể quý vị. Kính chúc quý vị một năm dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Em xin cảm ơn. Chúc mừng năm mới. Em tên là Lê Quỳnh Anh. Năm nay em là Miss Congeniality ở trong Miss Việt Nam California. Em chúc mọi người tiền đầy túi và tiền đầy tim. Cảm ơn. Chúc mừng năm mới. Em tên là Như Nguyễn. Em là Miss Teen 2023. Em xin kính chúc quý vị sung vầy hạnh phúc và dồi dào sức khỏe. Em xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, em tên là Thảo Nhi Trương. Năm nay em là Miss Việt Nam Silicon Valley. Và em muốn chúc mừng năm mới quý vị. Chúc mừng năm mới vui vẻ, dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, làm ăn phát tài. Cảm ơn. Thank you Thảo Nhi Trương, Miss Việt Nam Silicon Valley. Và thưa quý vị, người bên cạnh Huyền Trân xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị là Hoa hậu áo dài năm 2020, xin quý vị Tiffany Nhân. Dạ, Tiffany Phương Nhân, Hoa hậu áo dài 2020 xin chúc mọi người một năm mới vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào và tiền vô ào ào. Quá dễ thương, nhỏ dễ thương. Xin cảm ơn Hoa hậu Tiffany Nhân rất là nhiều. Và thưa quý vị, em Á hậu Kiều Diễm, xin mời em Julia Nguyễn. Dạ, Julia xin chúc quý vị một năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc. Dạ, xin cảm ơn.
chúc mừng năm mới. À, xin cảm ơn Julia rất là nhiều. Thưa quý vị, trước mặt quý vị là những người đẹp nhất của San Jose. Các em đã thắng cái cuộc thi 2 tuần lễ trước và hôm nay tất cả các em sẽ đến đã đến đây để chào đón quý vị. À, thưa quý vị, như quý vị thấy những cái Miss ở trên đây, đặc biệt là Miss Sài Gòn, thưa quý vị. Huyền Trân, ban tổ chức Hoa hậu áo dài California đặc biệt có cái title Miss Sài Gòn là bởi vì để kỷ niệm 50 năm thành lập Hoa hậu áo dài tại Sài Gòn. Đó là đệ nhất phu nhân Nguyễn Văn Thiệu đã tổ chức năm 1972 Hoa hậu áo dài để bà làm phân vây dinh cho xây bệnh viện vì dân. Và vì vậy chúng tôi muốn honor phu nhân Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Đó là tại sao Miss Sài Gòn titles đã được ra đời 3 năm về trước. Và em Angela Nguyễn là current Miss Sài Gòn của chúng tôi. Xin quý vị cho tất cả các em trên sân khấu một tràng pháo tay. Và thưa quý vị, chiều tối hôm nay lúc 4 giờ rưỡi thì chúng tôi, tất cả các em ở đây sẽ tổ chức một cuộc thi hoa khôi duyên dáng áo dài để cho tất cả các em trẻ ở đây chúng ta honor chiếc áo dài mà đất nước Việt Nam của chúng ta rất là hãnh diện để cho cái người con gái mặc vào. Huyền Trân mong tất cả quý vị hãy trở lại lúc 4 giờ rưỡi để chúng ta có cuộc thi hoa khôi duyên dáng áo dài. Và dĩ nhiên chúng tôi cũng có cuộc thi cho men, tức là real men wear áo dài. Thưa quý vị, the competition will happen right here at 4:30. I hope to see all of you later. Okay, thank you. Bye, see you later. Cảm ơn các em. Lên sắp áo dài nó bán nè. Kim Vân xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Xin kính chúc toàn thể quý vị một năm mới thật dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Kim Vân xin trình bày nhạc phẩm Câu chuyện đầu năm của nhạc sĩ Hoài An.
tìm hiểu thêm về phần trình diễn đó hay là muốn biết thêm đây, cái quầy bút bên tay trái để tiến nhìn xuống đây, Martial Arts Academy 720 có zero trên. Hello, hey everyone, thanks for your support. We have a booth over there. If you want to come check us out, we really appreciate your support. We're a new martial arts school located in Santa Clara. Yeah, we're doing free trials next week, so come check it out, see if you like it. We'll be here again tomorrow if you didn't get enough. Yeah, thanks everyone for your support. Can we get that in Viet? Can we get that in Viet? Can you translate for me? We have a booth over there. Thank you. Bạn đã nói với quý vị hiểu đúng không? Dạ đúng rồi, có cái bút bệnh đó. Ai cần ghi danh học thì đến đó, ai làm bút show qua đó luôn. Rồi, và bây giờ thì mà chúng ta trên sân khấu này sẽ đến một cái game rất đặc biệt. Đó là TVB. Hình như là những bộ phim đúng không? Đúng là những bộ phim Hồng Kông mà Sương rất là mê. Và hôm nay trên sân khấu này chúng ta sẽ được trở về với những ký ức vàng son. Và trên đây không có mình Đức Tiến cô đơn, sẽ có cô gái áo đỏ của quý vị. Một tràng pháo tay cho trưởng ban tổ chức chúng tôi ngày hôm nay, cô Jody Ngô. Yeah. Thật ra thì đáng lẽ là Jody sẽ không có muốn bước lên sân khấu bao giờ đó, tại vì tính của Jody là thích tổ chức thôi. Còn sân khấu hay là gì là đã có bạn bè là giao, giống như cỡ Đức Tiến là chị Queenie là lo hết rồi. Nhưng mà riêng đặc biệt cái phần này là Jody phải lên, là bởi vì Jody là fan của phim TVB ngày xưa đó. Thì không biết là ở đây bà con, anh chị em có ai là fan của phim TVB ngày xưa Hồng Kông không ạ? Yes. Vậy thì Jody muốn là ai mà là fan của phim TVB á, đứng chứng trên sân khấu đi. Mình sẽ có những cái game rất là vui và sẽ nhận những món quà rất là đặc biệt của hãng TVB Hồng Kông. This is a very special game. Yeah. 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 Let me hear you make some noise for Jody! Louder! Let me hear it! Woo! Happy 10th Festival, you guys! My name is Elizabeth, and I'm here with TVB. We just wanted to bring awareness to our free Vietnamese app. For all of you guys that enjoy the old Cantonese, Hong Kong movies, all that is free to watch. So get on there and watch. Right now, we want to do an audience participation game. So don't be shy. Raise your hand if you want to join. Yes, I'm going to do one more game for myself. Like, I want to ask about the character of the film because we grow up with that. Okay. I love fan của phim TVB nè. Bây giờ Jody chơi một cái game rất là dễ thương. TVB sẽ tặng cho một cái món quà rất là đặc biệt của hãng TVB. Và Jody sẽ tặng riêng một cái bao lì xì 50 đồng nữa nè. Ai, wow. Ai muốn chơi cái game này đứng trước sân khấu nè. Rồi, đứng cái này đúng không? Yeah. Rồi, ai là fan là biết đã từng coi phim của TVB. Muốn chơi game đứng đây. Rồi, it's anh. Very easy question. We need more, guys. Yeah. Don't be shy. I anh, know you rồi. Guys want to come out. TVB movie fan. Come here. Mình nhớ hồi xưa ví dụ như tiếng trẻ của vài phim Hồ Sơ Trinh Sát nè, đúng không? Mỹ Vị Thiên Hương nè, đó tôi nhớ. Tôi nhờ bạn Mỹ lấy giùm cái bao phong bì của Jody trong bóp 50 đồng. Hồi xưa mình coi phim Hồng Kông hồi xưa của TVB sản xuất á, mình lên đây mình chơi là trúng liền à. Trời ơi, dễ lắm, phim Hồng Kông là chị? Ai cũng luyện phim Hồng Kông hết. Đúng rồi. Có ai coi phim Hồng Kông ngày xưa mà? Thiên Duyên Tiền Định nè, tôi còn nhớ Tuyên Huyên đóng nè đó. Không biết tiếng là Hoa dịch sao không biết. Ô, chú Đi hơi ngạc nhiên là đồng bào của chúng ta lại không coi phim không nhớ Hồng Kông nha. Không nhớ, tôi nghĩ là mình trễ tới bộ bàn. Anh Thái Bình có coi phim Hồng Kông không? Ra đây. Lên anh, có lên dự thi. Câu hỏi thôi à, hỏi trả lời thôi à. Ai đã từng xem phim của Hồng Kông movie, Hồng Kông episode? Lấy 50 đồng ra chơi bầu cua kìa. Ba người, còn ai nữa hả? Mấy chị? Còn ai nữa hả? Chỉ là câu hỏi thôi chứ không có làm gì hết. Chỉ là câu hỏi thôi. Tôi nhớ ngày xưa có cái phim mà cũng Dương Quá Cô Long đóng mà đúng không? Đúng rồi đó, mình sẽ hỏi về những Dương cái phim Quá đó. Cô Long đó đúng không? Lên đây, ai muốn làm Cô Long lên đây. Ai muốn làm Dương Quá lên đây luôn. Lên đây quý vị ơi. Rồi, ai đã từng coi phim Hồng Kông những thập niên trước mà chúng ta vẫn còn yêu mến những nhân vật, những bộ phim đó lên đây để chúng ta tham dự cái game này và có được giải thưởng rất nhiều, rất cao và rất giá trị nè. Còn ai nữa mà mấy chị không nhớ sao lên là tiếng gửi cho đừng lo.
Mình ở đây có ai coi phim Hồng Kông bao giờ chưa? Thôi không sao hết, rất là dễ. Judy chỉ muốn hỏi là chị luôn phải không? Rồi, dạ. Mình chỉ đưa tên nhân vật thôi. Đó, thì quý vị sẽ cho Judy biết là cái tên nhân vật này diễn viên nào đóng. Tên nhân vật trong phim nào đúng không? Đúng rồi. Tên nhân vật này mà nằm trong bộ phim nào? Trong phim nào và diễn viên nào đóng? Diễn viên tên gì? Đúng rồi. Wow, cũng hơi găng nha. Không sao đâu. Có hỗ trợ nha. Anh nói anh không nhớ nhưng sao sẽ cố gắng nhớ. Mình sẽ chơi làm 3 lần, nếu mà quý vị cái phim đầu tiên mà không biết á thì mình sẽ qua lần thứ hai. Tới khi nào mà mình hiểu được cái câu trả lời cái nhân vật đó là thôi ha. Bây giờ cái phim đầu tiên mà Judy thích nhất hồi nhỏ đó là có một cái anh này, ảnh là ảnh thời xưa nha, thời mình đánh Võ Kiếm Hiệp á nha. Rất là nổi tiếng. Ảnh võ công rất là cao siêu. Ảnh luôn có 3 cô gái, luôn có 3 cô gái đi cạnh ảnh, và ảnh luôn là điều tra những cái vụ án hoặc là những cái cuộc giết người trong cái võ lâm, môn phá võ lâm. Ảnh rất là nổi tiếng và ảnh có cái họ là họ Sở. Lên. Họ là họ Sở. Rồi. Bây giờ Judy muốn hỏi là cái nhân vật đó tên gì và diễn viên nào đóng cái vai đó. Rồi, dạ. Anh biết không? Sở Lưu Hương. Sở Lưu Hương. Cái người đóng tới vai Sở Lưu Hương tên gì? Sở Dĩ Quên. Miêu Kiều Vĩ. Rồi, anh này giỏi quá. Ok. Anh được vô vòng trong. Anh đứng vô vòng này rồi. Okay. Đứng đó luôn rồi. Câu tiếp. Câu tiếp luôn. Anh được vô vòng trong. Chị đứng gần đây. Rồi một cái phim. Khoan, có ai muốn chơi tiếp không? Chị lên đây. Lên đây. Ai muốn chơi tiếp không? Come on. Được vô vòng trong này, lãnh bao lì xì và quà của TVB. Không ai chơi nữa phải không? Có ai được thêm không? Ok, giờ cái phim thứ hai nha. Một cái phim thứ hai mà gọi là rất là Judy tin chắc là ai ở đây cũng phải coi hết trơn á. Cái nhân vật này á, rất là hiền. Mà nếu mà ngày xưa mà mình hay nói là hiền mà tính nó hơi khờ khờ một chút xíu. Giống Judy ngày xưa. Giống ngày xưa đó. Võ công lúc đầu thì không có giỏi lắm. Nhưng mà sau đó có được một cô bạn gái rất là thông minh. Mà cô bạn gái này á có một cái trí nhớ là chỉ cần đọc qua một cuốn sách thôi là cô sẽ thuộc lòng hết từ đầu tới cuối cái cuốn sách đó. Rồi bây giờ cho điểm hỏi là cái nhân vật đó là tên gì và diễn viên nào đóng trong phim gì? Cổ Trang luôn phải không? Rồi. Cổ Trang luôn đúng không? Đúng rồi. Phim hồi xưa Cổ Trang luôn. Cổ Trang luôn. Quách Tĩnh. Quách Tĩnh. Chưa tỉnh. Anh đây chưa tỉnh không biết. Diễn viên đó tên gì? Dương Quá. Ai đúng? Quách Tĩnh hay Dương Quá? Quách Tĩnh đúng rồi. Cái tên nhân vật là Quách Tĩnh nhưng mà cái người đóng á, diễn viên tên diễn ngoài viên đời á. Tên gì ạ? Quên. Quên. Quách Quên. Có người giáo tù nhắc lại đi. Quách Quên. Quỳnh gì? Quỳnh Nhật Tân. Quỳnh Nhật Tân là nhạc sĩ ông nội ơi. Tôi thấy là hình như cái anh này anh mê phim Hồng Kông lắm nè. Quỳnh Nhật Hoa. Nói gì anh cũng biết hết trơn á. Rồi Quỳnh Nhật Hoa, đúng rồi, diễn viên tên là Quỳnh Nhật Hoa. Rồi. Rồi, bây giờ chỉ còn có hai anh chị thôi. Dạ xin mời hai anh đi về. Rồi, mời hai. Hai anh chị này là vô final cái phim cuối cùng ha. Phim cuối cùng để thắng các bạn. Lên đứng gần em nè. Đứng gần em nè. Chị nói là cả hội trường này nghe đừng lo. Rồi. Một cái phim cuối cùng nữa rất là vui. Thời Vua Chúa. Vua Chúa. Cái anh này ảnh tấu lâm lắm. Ảnh vui lắm. Ảnh cũng là cái kiểu mà đào hoa, khinh rẻ. Rồi không biết sao mà tự nhiên được thưởng thừa và học thành được cái võ công rất là cao siêu nhất võ lâm ngũ bá luôn. Và ảnh đặc biệt ảnh có tới 7 cô vợ lận. Wow. Trời ơi. Thì bây giờ chú Điền muốn hỏi là cái anh này cuối cùng ảnh trở thành trưởng của võ lâm ngũ bá và ảnh có tới 7 cô vợ lận, ảnh tên gì? Và diễn viên đó là tên gì? Di Tiểu Bảo. Phải không vậy? Rồi đúng. Trời ơi, sao mình số bài giỏi với vậy mà tôi dạ, không chưa. Đóng trong phim gì và diễn viên tên gì ạ? À? Khó nói nha chị nha. Chị phải nhớ cái tên phim nữa.
Lan Vĩnh Chí à? Ăn cái càng ăn mà không có. Chị đi xuống lớp chị hay ăn một cái quán ăn á, nó không cái quán ăn quán mì á, tên của cái phim nó đóng kiếp rồi. Gần nhà em không biết luôn. Rồi còn cái challenge cuối cùng của chị để chị thắng được 50 đồng nè, cái diễn viên đó tên gì? Trương Bạch Kiệt nha. Không phải. Cái thời này thời cũ Trương Bạch Kiệt phải. Thời cũ thời đầu tiên hết luôn, thời 80 mấy á. Không phải. Trả lời sai thôi, trả lời được. Rồi, Lương Kiều Vĩ. Rồi, đúng rồi. Lương Kiều Vĩ. Rồi, phần thưởng 50 đồng này đã trao về cho anh. Không, chị vẫn có quà, chị đừng có lo. Và chị cũng có quà của TVB luôn. Dạ. Rồi. Và bây giờ một cái kênh thức cùng. Dạ nè. Ok. Và hãng TVB bây giờ rất là hiện đại quý vị. Nếu quý vị không có cần phải đi ra ngoài mướn phim hay là mướn DVD coi nữa, bây giờ là có trên app. Everybody can watch the TVB movie on the app. And if you want to know more about the app, just go to the booth of TVB right there and get more information. Thank you so much for joining us. Thank you guys. Happy New Year everybody. Rồi đã tiến trình lại cho em mượn, cho con mượn hết đó. Quý vị nào bây giờ xưa mình ghiền phim TVB mà mình đi lục tùm lum mình coi, mình lục không đúng link á, xong về nó bị virus đúng không? Thì giờ đây chính chủ đúng chỗ nha. Mình đến đây có cái app đó, mình tải cái app này về lên coi trên điện thoại hay là coi trên TV nhà mình rất là an toàn. Đó, phone, tablet, computer. Có cả trên Roku và có cả trên Amazon Fire TV luôn. Dạ, cảm ơn chú nhiều. Và ai muốn biết thêm chi tiết thì ghé qua bên nhà hàng TVB bên tay trái thì hỏi.